Vâng, hello, lại là anh Thịnh Bến Tre đây. Gửi lời chào đến bà con, lời chúc sức khỏe và họ thành công nha. Thì hôm nay xe đông quá, phải xách cơ bản đây quay anh em ha. Xe trong nhà hết chỗ để rồi. Mấy nay về nhiều xe cho nên em Thịnh cũng cố gắng tranh thủ và xả bớt một số xe cũ để lấy xe mới về. Xe bữa nay mấy nay về nhiều quá anh em. Anh em rảnh qua lựa nha. Bây giờ hồi buổi bây giờ mà tầm khoảng 90-80-100 triệu là có du lịch chạy rồi, che nắng che mưa đi 5 người anh chị. Riêng xe này 2013 tự động Nissan Sunny chạy siêu bền bỉ, tự động nha, ghế zin, hai dàn lạnh ABS túi khí, và chiếc xe này chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, trong cây chạy tầm khoảng 5,5-6 lít xăng thôi. Dòng này nó đặc biệt, nó chạy tiết kiệm xăng anh chị nha. Và xe này là xe gia đình, không taxi dịch vụ đó, bao dùng, và để cho anh em một cái giá cực kỳ ưu đãi và hữu nghị luôn, vì nói chung là có lời là bán thôi anh chị. Để cho anh chị mình xe này 255 triệu, xe nguyên bản, chạy ngon, chạy sướng, giá rẻ bền bỉ, cua về lòng về rim của xe luôn nè anh chị, chưa một mọt, chưa làm đồng bao giờ, 10 năm qua mà rất là chuẩn chỉ nha, mâm rin theo xe chưa sơn dặm luôn, vỏ bọng mới luôn. Gầm gì có được coi là 10 điểm cho anh chị. Sùng chỉ, keo chỉ, bon điện nè, cua dè rin hết anh chị nha, ốc tán nè. Nói chung là xe đẹp anh chị, nói chung mấy nay về được nhiều xe đẹp lắm. Anh em qua lửa này hơi dơ tí xíu cho vệ sinh lại. Tay cửa inox, kính bấm trợ lực nhẹ anh chị nha, trợ lực dòng này rất là nhẹ nha, cua về lòng về rất là đẹp nè anh chị ha, zin hết anh chị nha. Nói chung là xe mình quay chi tiết cho anh em mà nhìn cho dễ, anh em nhiều khi anh em ở xa chốt cọc á, mình phải quay chi tiết cho nó dễ ha. Sùng chỉ trong, sùng chỉ ngoài 100% luôn, dàn ghế zin luôn nè. Chỗ này hơi nhăn tại do mình xài 10 năm là phải nhăn anh chị nha, ghế zin đặc biệt, nguyên dàn ghế zin hết, ghế zin. Cái dòng này ghế da này, da nó không biết da gì á, anh em mình tên mạng anh em mình biết da này da gì không anh em ơi, anh em trả lời em cái nha. Nó ngồi nó hóng khí á, ngồi êm lắm, mát đít đã, mát lưng mát đít ha. Vô lăng cực kỳ mới, được trang bị là ba chấu, có nút thích hợp nè, có túi khí nè, ABS túi khí nè, hai túi bên kia túi, bên đây túi ha. Được trang bị thêm màn hình Android ở đây nè, ở trên này có màn hình Vietmap trên này nữa đó. Số là số tự động, cũ số mới tin luôn nè, túp lô túp ly bên đây nè. Nói chung là xe này dường như là anh em mình nhìn vào là anh em thích ngay thôi, tại vì nó quá đẹp, quá xuất sắc, nội thất cực kỳ mới và đẹp. Anh em nhìn cái trần xe nhìn vô về là đánh mắt vô là người nhìn lại khoái rồi liền. Khi mà mình đi mua mình thấy cái trần này là mình muốn mua liền. Xe này thì chỗ ông anh mình mua ha, Long ha, anh mua ha. Xe này từ chi nhánh số 2 đem về chi nhánh số 1 mình đó. Túi khí nè anh chị ha, quá đã, tem bọng nhãn mát đầy đủ nè, tem là ngày xưa tới giờ luôn nè, quá trời mới, quá trời đẹp, không chỗ chê. Gương kính chỉnh điện nè anh chị ha, đó, máy nổ em vô phân phát, cũ số đẹp quá trời luôn. Ship lock này để khi mà anh em hết bình anh em ấn vô nữa, anh em tả số ha. Nó có D1, D2 để đi leo dốc leo núi nè anh chị. Màn Android xịn nha, màn Cova là màn xịn anh chị nha. Đó, anh chị qua lửa lấy thử chạy thử với em Thịnh nha. Giật cabo cho anh em mình nghe tiếng máy nè, giật cốp nè, sàn riêng luôn nè anh chị, sàn riêng mới tin nè, đã quá trời đã. Cốp giật lên đây nè, riêng hết, nước sơn riêng luôn nè, không đâm qua, không cắn đụng anh chị nha. Đồ nghề xe cua, anh em nhìn keo chỉ nè, bon điện nè, riêng hết đó, chất xe đẹp miên man, sùng chỉ, ốc cabo chút sao chưa mở luôn nè, quá chất lượng, quá xuất sắc, 10 điểm. Gầm nữa nè, anh em nhìn cái gầm như xe đời mới luôn không đó, chạy 10 năm ở gầm đẹp, quá đẹp, cụm đèn nữa nè, cua về lòng về bên này nữa nè, quá xuất sắc luôn. À, lóc cửa chưa bấm nút lóc, dòng này nó giống như cái xe Cruze của anh chị, bấm 3 lần nó mới mở cửa phụ ha. Xe nguyên zin nguyên bản anh chị, đăng kiểm tháng 11/2024 nha ha, bao zin không một lỗi nhỏ, xe cọp cọp chất. Ôi nóng quá, nãy giờ chạy quên anh chị, cái cabo nóng quá, giật cái muốn phỏng tay luôn. Tem bọng nhãn mát 100% luôn nè anh chị không, xương đầu zin nguyên bản anh chị nha, zin nguyên bản bao dùng, sùng chỉ cabo, cốp cabo keo chỉ nè, zin 100%. Động cơ này là 4 máy 1.5, tiêu hao nhiên liệu 100 cây tầm 6 lít, xe chạy mới có 100.000 hay đổ lại gì. Hộp số zin luôn, tem hộp số còn luôn nè, em bóng gần cho anh em mình xem nè, thấy không, tem hộp số còn luôn kìa đó, tem hộp số còn, gon hộp số gon zin luôn, xe này máy zin hộp số còn zin luôn. Nắp thì cứng quá, cứng quá mà không nổi anh em ơi. Bao zin không lỗi, không đổ hơi đổ khói, đúng xe gia đình, có taxi dịch vụ cho chiếc xe nha anh chị nha, đó, có taxi dịch vụ làm cho chiếc xe nha đó. Sùng chỉ, cốp, cabo là cửa sau nè anh em nhìn nè, quá xuất sắc luôn, quá xuất sắc và xúc tích luôn, nhìn là muốn mua liền nè. Xe
zin hết, hai dàn lạnh đó nè. Rồi anh em nào ưng món này liên hệ cho em Thịnh mình qua số 0866678971, 0834333371. Anh em nào chưa đăng ký vui lòng một nút đăng ký kênh của anh Thịnh. Anh em nào có nhu cầu giao lưu trao đổi cứ chạy qua nơi giao lưu trao đổi mua bán với bà con, đừng ngại ngùng nha. Ok, cảm ơn tất cả những người anh em. Chúc anh em mình buổi chiều vui vẻ, nhiều sức khỏe. Em thật lòng cảm ơn anh em mình nhiều nha.